Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần dạng bài câu hỏi tại sao. Trong cái bài này, câu hỏi tại sao được hỏi cho cái phần gạch chân ở đây và sẽ có một số các cái hint tộ để cho các bạn có thể nắm bắt được ý và hiểu được bài một cách nhanh hơn. Chúng mình sẽ cùng phân tích trong cái video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ đọc cái câu hỏi trước. Dịch sơ qua thì chúng ta sẽ hiểu là lý do tại sao mà cái nhân vật chính đã được thay đổi thành cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Bây giờ mình cùng đọc từ đầu nhé. Hiro ni wa futatsu no kao ga aru, là trong sự mệt mỏi mệt nhọc thì có hai mặt này. Akudama hiro to zendama hiro de aru, đó là sự mệt mỏi có ích và sự mệt mỏi gọi là có hại. Tsukarete kuru to saigyo nouruku wa teikashi kimochi wa iratatte kuru. Khi mà mình mệt mỏi thì cái khả năng làm việc của mình sẽ bị hạ thấp này, rồi bị giảm xuống này, và cái tâm trạng của mình cũng trở nên gọi là gì, bồn chồn, bứt rứt, khó chịu. Ở đây mình thấy là iratatsu nó bằng với là iraidasuru, bồn chồn, lo lắng hoặc là bứt rứt, khó chịu. Thể te kuru là miêu tả cái trạng thái dẫn tới là cái tâm trạng của mình sẽ bị trở nên như thế. Thì khi mà mình mệt ấy, cái khả năng lao động, cái sayo ở đây là thao tác, nhưng mà hầu hết trong các trường hợp thì nó sẽ bằng với cái ý là shigoto, nên là mình sẽ hiểu là cái khả năng làm việc của mình ấy khi mà bị mệt thì sẽ bị giảm xuống và cái tâm trạng của mình trở nên gọi là bồn chồn, bứt rứt, khó chịu. Tsukare ga tamareba sokuyoku fushin ya suimin fusoku ni nari hite wa byouki zotai ni ochiru koto ga aru. Tsukare ga tamareba, đây là một cụm cố định này, mình có thể thay cái từ tsukare này bằng stress này. Tamareru thì nghĩa gốc của nó là ứ đọng hoặc là tích trữ hoặc là dồn nén. Nếu như mà mình bị mệt ý, thì mình sẽ trở nên thiếu ngủ này, hoặc là cảm giác gọi là không muốn ăn. Sokuyoku fushin ở đây là không muốn ăn hoặc là ăn uống không ngon miệng này. Hite hóa ở đây là một cái từ nối thêm vào đó này, hơn thế nữa này, gọi là không chỉ dừng lại ở cái việc A mà còn hơn thế nữa B nữa, gọi là không chỉ dừng lại ở cái việc là ăn uống thì không ngon miệng và mất ngủ, mà đôi lúc còn bị rơi vào cái trạng thái gọi là ốm đau, bệnh tật nữa. Kore ga hiro no akudama taru yuen de aru. Kore ở đây thì kết thúc là yuen de aru. Yuen thì được giải thích là lý do. Vậy mình sẽ hiểu đây chính là cái lý do. Lý do gì thì nó có một cái từ nữa là taru. Taru ở đây nếu theo từ điển ấy, người ta sẽ giải thích là shikaku o arawasu imi, là diễn tả cái ý nghĩa là với cái tư cách là như thế nào đấy, hoặc là diễn tả cái ý nghĩa hoặc là cái nội dung như thế nào đấy để nhấn mạnh cho cái danh từ ở đằng trước cái taru này này. Mình sẽ hiểu đây chính là cái lý do của cái mặt hại hoặc là cái mặt xấu của cái sự mệt mỏi, mệt nhọc. Thì cái kore ở đây nó là cái gì thì vẫn tiếp tục nối với cái câu đằng trước nhá, là cái sự mệt mỏi, mệt nhọc ấy đôi khi dẫn tới cái trạng thái gọi là ốm đau, bệnh tật. Và đây chính là cái lý do nổi bật hoặc là cái lý do điển hình của cái điểm bất lợi hoặc là cái điểm bất cập của sự mệt mỏi. Kyo no souryoku kai ya kikai ka no saigyo kankyo wa akudama hiro kara hōsaku toshite umarete kita mono to ieru. Có thể nói rằng là chính là cái gì, mono đúng không? Còn cái chủ ngữ của mình ở đây nó chính là cái kyo no souryoku kai ya kikai ka no saigyo kankyo. Cái souryoku kai ở đây là cái sự giảm sức lao động của con người mà thay bằng máy móc ấy. Còn cái saigyo kankyo đây là cái môi trường làm việc mà đã được cơ giới hóa hay là đã được giảm cái sức lao động của con người như ngày nay, có thể nói chính là cái môi trường mà được đem lại. Umarete kita thì cái verb te kuru là miêu tả cái sự dẫn tới, cái kết quả đem lại, giống như là cái đoạn ở đằng trên này này, là iratatte kuru là dẫn tới cái tâm trạng của mình trở nên bồn chồn, lo lắng ấy, thì ở đây là verb te kuru cũng thế thôi, thì là nó sẽ dẫn tới đấy, hay còn gọi là cái môi trường làm việc cơ giới hóa, nó chính là cái môi trường mà được sinh ra giống như là một cái đối sách mà có thể thoát ra khỏi được cái sự mệt mỏi bất lợi hoặc là cái sự mệt mỏi gọi là có hại đấy. Tokoro ga kōrō ni kikai ka sareta sakai de wa ningen wa tanjun de ugoki no nai sagyō ni jiuji shi seishin teki na kinchō dake ga motomerareru.
Rodozo keni okarete iru. Ở đây mình thấy đều ạ là trong cái phạm vi là cái xã hội mà đã được cơ giới hóa một cách cao độ. Cái đoạn đằng trước thì người ta nói rằng cái môi trường làm việc mà đã được cơ giới hóa được sinh ra giống như là một cái đố sách để giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái sự mệt mỏi có hại, đúng không? Tuy nhiên thì Tokoro ga, trong cái xã hội mà đã được cơ giới hóa một cách cao độ thì con người chúng ta lại dư duy sự là hành nghề hoặc là làm các cái công việc mà chỉ đơn thuần là hầu như là không có ugoki no nai, là không có cái sự vận động mấy. Và okarete iru là con người chúng ta thì cũng đang bị đặt ở trong một cái điều kiện lao động mà chỉ có dake yêu cầu cái mức độ căng thẳng về mặt tinh thần. Sono tame ni, chính vì vậy cho nên mà seishin tekina hiro ga shuyaku toshite spotlight o abiru you ni natte kita. Chính vì vậy cho nên mà cái sự mệt mỏi lao động về mặt tinh thần thì đã trở thành một cái nhân vật chính này, và đã trở nên gọi là chiếu sáng cái chiếc đèn spotlight. Mình thấy trong sân khấu ấy, cái nhân vật chính đứng trên sân khấu thì sẽ được cái chiếc đèn spotlight nó chiếu vào cái nhân vật chính đấy để diễn ấy, thì mình sẽ hiểu cái khung cảnh đấy. Và cái câu này nó mang cái ý nghĩa như vậy là cái mình sẽ hình dung là trên một cái sân khấu thì cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần nó trở thành một cái nhân vật chính, và cái chiếc đèn spotlight đấy nó sẽ chiếu sáng vào cái nhân vật chính đó. Kinniku hiro ga chūshin de atta koro ni wa kinniku no hiro ga shuyaku de atta ga. Mặc dù là vào cái thời điểm hoặc là vào cái khoảng thời gian mà lao động chân tay là chính ý, vào cái thời kỳ đó thì kinniku no hiro ga, cái sự mệt mỏi về mặt cơ bắp hoặc là sự mệt mỏi về sức lao động ấy, nó đã từng là cái nhân vật chính. Tuy nhiên kyo điều ạ là trong cái thời buổi ngày nay thì cái nhân vật chính shuyaku nó đã được thay thế thành cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Cái từ no de aru ở kết thúc câu ở đây nó cũng miêu tả cho cái phần giải thích lý do cho cái câu ở đằng trước. Thế nên mình sẽ hiểu là nhân vật chính đã được thay thế bằng cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần này, nó cũng chính là cái câu để diễn tả cái ý nghĩa giải thích cho cái câu ở đằng trước. Cái câu đằng trước của mình lại có cái từ sonotame ni này, nên là cái ý nghĩa gốc rễ hoặc là cái lý do tại sao gốc rễ thì nó lại nằm ở trong cái câu đỏ đỏ ở đằng trước đây. Còn cái từ gà ở đây này thì nó chỉ là cái đưa ra cái tiêu đề để mà người ta kết nối các cái ý với nhau thôi. Có là ngày xưa thì cái nhân vật chính nó là cái sự mệt mỏi về cơ bắp, nhưng mà ngày nay thì cái sự mệt mỏi về tinh thần nó đã trở thành nhân vật chính rồi. Thì cái lý do là sonotame này, lý do mà nó trở thành cái nhân vật chính này là bởi vì trong cái xã hội mà đã được cơ giới hóa một cách cao độ thì con người chúng ta hầu hết là chỉ làm các cái công việc mà không phải lao động gì mấy, không phải vận động gì mấy, mà còn bị đặt ở trong cái trạng thái lao động là chỉ có yêu cầu cái mức độ căng thẳng về mặt tinh thần thôi. Nên là cái lý do nó chính là cái ý của cái câu đỏ đỏ này. Hiro wa itsu no jidai ni mo sugata ya kata o kaete tozo shite kuru no de aru. Mình lại thấy no de aru chưa? Thì hai cái câu no de aru này nó đều là hai cái câu diễn giải cái lý do hoặc là giải thích thêm cho cái câu ở đằng trước thôi. Mà cái câu đằng trước thì lại bắt nguồn bởi sonotame, nên lại càng có thể xác định được một cách rõ ràng là cái lý do của mình nó nằm ở cái câu đỏ đỏ này nhá. Và cái câu này mình sẽ dịch là sự mệt mỏi hay là sự mệt nhọc ấy, nó vẫn sẽ xuất hiện ở trong bất kể một cái thời đại nào, mà nó chỉ thay đổi về cái mặt hình dạng và hình thức thôi. Thì đáp án của mình sẽ tìm ở cái câu 1, 2, 3, 4 xem là lý do tại sao nha. Câu 1 là gì ạ? Kyo de wa ningen wa zendama hiro yori akudama hiro no hou o okiku keiken suru kara. Bởi vì rằng là con người thời ngày nay thì trải nghiệm nhiều hơn những cái sự mệt mỏi có hại hơn là sự mệt mỏi gọi là có ích. Thì cái này là bị sai nhá, người ta đang không nói về cái ý này, nó không phải là cái ý ở cái câu đỏ đỏ này, nên là mình sẽ loại ngay từ đầu rồi. Câu 2 là gì ạ? Soryoku ka ya kikai ka o susumeta kekka ningen wa akudama hiro kara nugararetta kara.
do cái kết quả của cái việc cơ giới hóa và giảm cái sức lao động của con người, nên là con người đã có thể làm sao thoát khỏi được cái sự mệt mỏi có hại. Thì cái ý mà Nogara đề tạ ở đây nó không nằm ở cái phần đỏ đỏ ở đây, mà nó nằm ở cái ý ở đằng trước này này, cái ý mà kyo no so liu cực cái ạ, kikai ka no sai yo kan kyo wa akudama hiro kara nogareru hosaku toste umarete kita mono to ieru này. Nhưng mà cái câu này nó lại có một cái câu trái ngược ở phía đằng sau để người ta nhấn mạnh là mặc dù là cái môi trường cơ giới hóa, cái môi trường mà giảm cái sức lao động của con người, nó được sinh ra là cái đối sách để giúp cho con người thoát khỏi được cái sự mệt mỏi về mặt cơ bắp hoặc là cái sự mệt nhọc có hại đi chăng nữa. Nhưng mà cái tokoroga này nó mới là cái ý chính này, mới là cái ý mà người ta đang muốn làm nổi bật ở đây nhất để thể hiện cái lý do sonotame ở phía đằng sau. Nên là cái câu số 2 này nó đang bị sai. Câu số 3 là gì ạ? Kikai ka niyori tanjun de ugoki no sukunai saigyo ga chiushin ni natte kinniku no hiro ga hetta kara. Câu này có nghĩa là do cơ giới hóa hoặc là máy móc hóa mà các cái công việc đơn thuần ít sự vận động nó đã trở thành trung tâm, dẫn tới là cái sự mệt mỏi về mặt cơ bắp thì nó đã giảm đi. Chính vì vậy mà cái nhân vật chính nó đã được thay đổi bằng cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần. Nên là đáp án của mình nó chính là cái câu số 3 này này. Nó chính là diễn đạt lại cái ý ở cái câu đỏ đỏ này này. Chính là kikai ka sareta sakai điều hóa thì nó chính là kikai ka niyori. Còn cái đoạn mà kiniku no hiro ga hetta thì nó chính là cái ý mà tanjun de ugoki no nai sagyo ni jiujishi, là con người chỉ làm các cái công việc rất là đơn giản, đơn thuần và rất ít sự vận động ấy, và mình chỉ có yêu cầu cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần thôi. Nên đáp án nó chính là cái câu số 3 này. Câu số 4 là gì ạ? Katsute chiushin de atta kinniku hiro ni kuwaete kyou de wa seisen tiki na hiro ga kuwawatte kita kara. Câu này có nghĩa là thêm vào cái sự mệt mỏi về sức lao động, trọng tâm của thời ngày xưa, thì ngày nay thêm vào đấy lại còn có cả cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần nữa. Thì cái đoạn mà kuwaete đây là thêm vào cái sự mệt mỏi về thể chất hoặc là sự mệt mỏi về sức lao động, thì lại còn ngày nay còn thêm cả vào cái sự mệt mỏi về mặt tinh thần nữa. Nên là dẫn tới cái lý do của cái câu hỏi này thì là đang bị sai nha các bạn. Đọc nó đã không xuôi rồi, thêm vào đấy cái ý này cũng lại hoàn toàn sai nữa. Cái kiniku hiro này giảm đi chứ không phải là kuwaeru vào nó nữa. Nên là đáp án của mình nó không phải là cái số 4 nhé, chỉ còn cái đáp án là cái số 3 này thôi. Thì trong cái bài này các bạn nhớ khi mà đọc thì gạch chân vào các cái từ nối này, cộng với đó là chúng ta sẽ phân tích câu bằng cách tìm đáp án giống như là mình vừa nói lúc nãy nha. Cái từ no de aru này và cái no de aru này ấy, nó là hai cái câu mà diễn tả cái ý nghĩa bổ sung hay là cái phần giải thích cho cái câu ở đằng trước, nên là mình sẽ lại càng dễ để đi tìm được cái lý do tại sao của cái no de aru và cái no de aru này nó nằm ở cái câu nào. No de aru là một cái cách diễn đạt rất là điển hình ở trong các cái bài đọc mà mình đã từng đọc qua. Có nghĩa là người ta sẽ nêu ra cái phần giải thích ấy, cho cái câu ở đằng trước ấy, để kết nối và tổng hợp lại ý với nhau một cách chặt chẽ. Thì chúng ta sẽ nhìn vào các cái từ nối đấy để kết hợp ý với nhau, nhìn được cái ý tổng thể của cái đoạn văn này nhá. Trong cái bài này mình bắt gặp một cái từ nối, đó là hiteoa, với hai cái ý nghĩa mà mình đã tra được ở trên từ điển nó như thế này. Trong cái bài này thì nó chỉ sử dụng với cái ý thứ nhất thôi, là không chỉ dừng lại ở A mà nó còn B nữa, không chỉ dừng lại ở cái ý đằng trước mà nó còn hơn thế nữa ở cái ý đằng sau. Còn có một cái ý nghĩa nữa là mình sẽ dịch với cái nguyên nhân là cái ý đằng trước mà dẫn tới cái kết quả là ý đằng sau. Ví dụ như ở đây là với cái nguyên nhân hay là cái tranh chấp nhỏ giữa các cái địa phương ấy, thì nó chính là cái nguyên nhân để dẫn tới cái kết quả ở phía đằng sau là có thể dẫn tới cái sự tranh chấp giữa các cái nước lớn. Thì chúng mình nhớ hai cái ý quan trọng ở trong cái bài này. Thứ nhất là cái từ nối này, kèm với đó là cái cách phân tích câu bởi cái từ no de aru và no de aru. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.